hai bé gái sinh đôi 2 tuổi tử vong nghi do bị đầu độc. Ông nội đến thăm cháu thì phát hiện hai bé gái sinh đôi tử vong, trên bàn có một bức thư còn người mẹ thì không có ở nhà. Thông tin ban đầu, tối mùng 5 tháng 4, ông HCL, 68 tuổi, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đến thăm hai cháu nội ở đường Hòa Liên 4, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Tại đây, ông L phát hiện hai cháu gái sinh đôi cùng năm 2021 là HCHA và HCTA trong tình trạng sùi bọt mép, nằm trên giường. Qua kiểm tra cả hai cháu đã tử vong. Thời điểm này, người mẹ tên là TTM, 41 tuổi, không có ở nhà, trên bàn trong phòng khách là có để một bức thư. Nhận tin báo, các lực lượng chức năng có mặt điều tra nguyên nhân, truy tìm người mẹ. Theo một lãnh đạo xã Hòa Liên, nguyên nhân hai bé tử vong ban đầu nghi do bị đầu độc. Người mẹ có dấu hiệu bị trầm cảm, còn người cha của hai bé đang làm việc ở tỉnh Quảng Ngãi, vị này thông tin.